Buổi sáng nay bên mình đóng cái trà sơn mật đặc biệt và cái chuối Tây Nguyên này đây Chuối hột rừng Tây Nguyên là một trong những cái loại chuối ngon nhất mà cô chú anh chị lựa chọn rất là nhiều Loại chuối này thì có hình dáng nhỏ bằng ngón tay, mùi thơm và vị ngọt khá là vừa Ví dụ như khi mà chúng ta ngâm đó thì sau khi mà đã khoảng được tầm một tháng trở lên là chúng ta bắt đầu uống được rồi Khi mà chúng ta uống thì nó có độ ngọt vừa phải, uống rất là ngon và nó có cái mùi thơm hơn so với các cái loại chuối hột rừng khác Vì vậy để mà ngâm tiểu nhậu ở trong nhà hay là tiếp khả đại khách thì cô chú anh chị có thể sử dụng cái loại chuối này ngâm thì nó khá là ngon Và chúng ta đãi khách nó cũng khá là dễ uống Và khi mà chúng ta uống ấy thì nó có vị ngọt và vị thơm đặc trưng Loại chuối này có giá thành khá là hợp lý Chỉ có 90.000 đồng cho 1kg thôi Và cứ mỗi 1kg thì chúng ta sẽ ngâm từ 5 cho tới 6 lít tiểu Ngâm một tháng là uống được rồi Cái màu rượu nó lại lên cực kỳ đẹp nữa Cái màu nó sẽ màu cánh rắn và màu đậm nhé màu đậm và nó khá là đẹp trước khi mà đóng gói vào túi 1 kg này thì bên mình đã sàng sẩy rất là sạch sẽ rồi về mọi người rửa lại bằng nước sạch bình thường sau đó để ráo nước và chúng ta ngâm mỗi một gói thì bên mình sẽ đóng 1 kg còn đối với trà sơn mật đặc biệt thì bên mình sẽ đóng 500 g cho một túi và một túi như giống như hệt như ở trên tay mình cầm đây à, tiếp sau đây thì bên mình sẽ dán cái giấy vào nữa và in ngày sản xuất cái ngày mà bên mình trộn trà đấy loại trà sơn mật đặc biệt này thì bên mình bán với giá thành là 130.000 một kg gồm hai gói còn đối với loại thường thì sẽ là 80.000 đồng trên một kg cũng gồm hai gói thì có nhiều cô chú anh chị có nói là mình bán đắt nhưng mà thực tế thì các cái vị ở bên trong này bên mình trộn các cái vị đắt tiền nó nhiều thành ra là cái trà cái chất lượng nó ngon và cái giá thành thì nó cũng thể phải cao hơn các cái bên khác một chút nhưng mà đắt thì sắt ra miếng thực tế là chỉ có 130.000 một cân mà chúng ta chia ra uống được khoảng tầm 25 ngày thì có nghĩa là chỉ có rơi vào khoảng 5.200 cho một ngày thôi một ngày chúng ta uống 5 hai mà nó lại tốt cho sức khỏe của chúng ta giải độc gan cái giá thành nó rất là rẻ